Phong minh kết thành Sape Satha Awera Hontu Sukita Hontu Nidukha Hontu Abhya Bhaja Hontu Aniga Hontu Diga Yuka Hontu Aroga Hontu Sampatti Hisamijan Tu Sukhi Atta Nang Barirahang Tu Dukkha Patta Chani Dukkha Pajapata chani pajaso kapata chani soka hontu sappe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong làm đây, xin hồi hướng đến Hương Linh Quỳnh Thị Truyện, pháp danh Diệu Tính, sinh năm 1918, mất ngày 16 tháng 5 năm 2009. Mong Hương Linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc tăng thọ, được an vui nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho Hương Linh Quỳnh Thị Truyện pháp danh Diệu Tính được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh trời, cảnh niết bàn, bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ, Mô Phật kính chào sư Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Sư nghĩ sư gửi mic lại cho MC nha. Nếu mà quý vị có thọ tam quy ngũ giới thì mời sư Nguyên Thông truyền tam quy ngũ giới nha. Dạ, kính chào quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Con xin kính chào ông Năm Bà Năm, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và Nguyên Như xin kính mời anh Mỹ có thể thay mặt cho lớp học để xin chư tăng xin giới với chư tăng anh Mỹ. Và Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Dạ, con Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Như cho cơ hội làm việc thiện này. Dạ, kính kính mời đạo tràng cùng con thọ tam quy và ngũ giới ạ. À. Dạ, xin kính mời đạo tràng cùng con đọc tam quy và ngũ giới. Okasa mayang bante vi sum rakkhana thaya ti sarane nasaha pancha sila niyachama tutiyam pi mayang bante vi sum rakkhana thaya ti sarane nasaha pancha sila niyachama tatiyam pi mayang bante Vi sum rakkhana thaya ti sarane nasaha pancha sila niyachama. Dạ, chúng con đạo tràng và con thân tâm thanh tịnh kính mời sư Thanh Tâm truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông Tôn Vịnh Sư Phụ Thanh Tâm, xin truyền trao quy giới cho chư Phật tử hiện có mặt trong trung lâm. Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duttiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duttiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duttiyammi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài bậc A-ra-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanggang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Dutiyampi Dhammaṃ saranang gacchami, Dutiyampi Sanggang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng thứ ba. Tisaranagahanam paripurnam pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, kamesu micchacara veramani sikkhapadang samadhiyami, musavada Vê ramani sikha badang samadhiya misura me raya machapa madathana Vê ramani sikha badang samadha mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học
là cố ý tránh xa sự tà dâm, con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối, con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Adinnadana Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Kame Sumichachara Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Musawada Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami Surame Rayamachchapama Datana Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Ima nipang cha sika bada nisa dukang kato apa madena niệt chaka lang samara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hải vãng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Sadhu 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 lành thay. Dạ, đạo tràng chúng con và con xin tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, con kính mời đạo tràng và con cùng đọc sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamange na vande hang padapam suvaru tamang buddheyo kalito doso Buddho kamatu tang mamang utamange na vandeham dhamman chaduvidhang varang dhamme yo kalito doso dhammo kamatu tang mamang utamange na vandeham Sanggan chaduvido tamang Sanggeyo kalito doso Sanggo kamatutang mamang. Dạ, một lần nữa con xin tri ân sư Thanh Tông đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, con kính cảm ơn Nguyên Như và Đạo Tràng. Dạ, con xin xuống mic, kính mời. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Thế Tôn có dạy rằng Silena sugatin yang ti silena phuk sambada silena niputi yang ti tasma silang vi sothat ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cớ ấy. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Thú xa thú. Dạ, con thấy sư Pháp Thanh đã vào tới đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính mời chư vị cùng với Như con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp sư ạ.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacaloka thipati sahampati katanchali an thiwarang ayachatha santi Thasantam barajang kajatika Dese tu thammang anukam bimang bajang Santham maferin winyayan chakayang Suttan cha ban thang a phi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu san cha dan dang ba bo tha nei ye ba ri sa ya man che Ewang saham bhati brahma Bhagavantam ayajatha Tuân hi phà huê na tăng vô thô Ka ruân nhê na thi hoa sa ya Tanha vuthaya badena migadayang tato gato bancha vayadayo naiye amang baye si thammato tato bhavuti sambhuto Anuna thamma desanang maha vasani sesi santanang anthasintakam tena satuayo fante dese tu thamma desanang sambhajitha parisaya Anukambambika tawe Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư tăng để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con xin sư có thể cầm mic để thử mic trước khi mà Nguyên Trang đọc chánh kinh. Dạ Nguyên Như xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính thỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thịnh tỏa, chư đại chức tăng. Và kính chào tất cả quý Phật tử trong đạo tràng. Và hôm nay thì Nguyên Như kệ thỉnh pháp sư quá hay. Và hôm nay chúc quý vị một tuần làm việc nhiều lợi ích và tốt đẹp. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ xin mời cô Nguyên Như hoặc Nguyên Trang có thể đọc dùm phần chánh kinh bài Ngạ Quỷ thứ 37. Sau đó sư sẽ chia sẻ giải thích thêm để quý vị hiểu rõ. Chúc quý vị một buổi sinh hoạt an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính sư, thưa sư, cái bài mà 37 đó sư, thì ở trong sách của con để là chuyện này giống như chuyện số 10, phẩm 7 ở tập Chuyện Thiên Cung sư. Nên con không có cái bài đó, tại con không có cái download cái bài mà của Chuyện Thiên Cung. Vậy mình học bây giờ mình học bài 38 được không sư? Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Tại con không có, con không biết tại sao cái sách con không có cái phần này ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ sư cho con biết ý kiến nha. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya. Vậy tôi hôm nay chúng ta thông qua cái bài 37 rồi chúng ta học bài 38. Vậy cô Nguyên Trang Quang Hỷ đọc dùng phần chánh kinh ha. Xin mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầya. Nam mô Bụt Thầya. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư. Dạ sau đây con xin đọc phần chánh kinh. Ngạ quỷ sự, bài 37, chuyện quỷ thần, Nanh Đá Cá. Khoảng 200 năm sau khi bậc đạo sư diệt độ, có vua Binh Gá Lá ngự trị Xú Đá Thá, vương quốc An Lạc. Vị tướng cầm đầu quân đội nhà vua là Nanh Đá Cá, đầy tà kiến. Chư vị kết tập kinh điển kể lại chuyện những người này. Tương truyền, lãnh chúa Binh Gá Lá ngự trị thần dân Xú Rá Thá. Khi đã đi chầu triều Khổng Tước, trên đường vua trở lại quê nhà, trong cơn nóng bức giữa ban ngày, vua đến một nơi hủng lầy, nhìn thấy một con đường khả ái, là nơi trú ngự quỷ ma đầy. Vua ấy bảo ngay vị quản sa, con đường này khả ái cho ta, an toàn yên tịnh đầy may mắn, theo lối này đi hỡi quản sa. Vua xứ Xú Ra tự trốn đây, tiến lên cùng với đội quân ngài, bốn đoàn hộ tống đều đi trước, hướng dẫn thần dân xứ sở này. Với dáng lo âu một lão gia, nói như vậy với chúa Xú Ra, chúng ta đi lạc đường rồi đó, thật đáng hải kinh rợn tóc da. Mặt tiền ta thấy một con đường, song phía sau không thấy hướng phương. Tất cả chúng ta đang lạc bước, đến gần quân của Diệm Ma Vương. Có một mùi ma quỷ bốc ra, tiếng ồn khủng khiếp được nghe qua. Xú Ra lãnh chúa liền kinh hoảng, vội nói như vậy với quản sa. Nay chúng ta lạc bước đường, thật là lạnh gáy, đáng kinh hoàng. Mặt tiền thấy một con đường nọ, song phía sau không thấy có hướng phương. Nay chúng ta đang lạc bước đường, đến gần quân của Diệm Ma Vương. Một mùi ma quỷ đang xông khắp, khủng khiếp tai nghe một tiếng ồn. Nhà vua đang ngự ở lưng voi, ngơ ngác nhìn quanh bốn hướng trời, chợt thấy một cây đa rợp bóng, xum xuê cành lá thật xanh tươi. Cây có màu xanh xám tựa mây, đỉnh cây có sắc của xương dày. Nhà vua hỏi vị quan điều ngự, ta thấy vật chi lớn thế này? Như đám mây xanh mùi xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa sương bay. Quan điều ngự, chúa công, đó chính là một cây đa. Cành lá xum xuê tỏ bóng ra. Cây có màu xanh xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa sương sa. Xú Ra chúa tể lại lên đường, về hướng cây cao lớn dị thường. Sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, đỉnh cây lại có một màu sương. Nhà vua bước xuống, tựa lưng voi, đi đến gần cây nọ một hồi, cùng với quần thần và cận vệ
ở ngay gốc rễ, Chúa công ngồi. Vua thấy bánh và hũ nước trong, một người có dáng điệu thiên thần, điểm tô đủ loại đồ trang sức, đi đến ngỏ lời với Chúa công. Chúa công hân hạnh được chào mừng, chư vị đến đây thế cũng gần. Chúa thượng xin mời ngài uống nước và dùng bánh hợi vị anh hùng. Nhà vua cùng với đám quần thần cận vệ bên mình uống nước trong, y bánh rồi vua cất tiếng hỏi, xin cho biết có phải thiên nhân, thác bà hay chính là thiên chủ, Bu Rí Già Đa ấy phải chăng? Không biết ngài nên ta muốn hỏi, làm sao biết được tôn ông? Quỷ thần đáp, tôi đây không phải một thiên nhân, tôi đây không phải một thiên nhân, chẳng phải sắc cá, chẳng nhạc thần, tôi chính quỷ nhân tâu chúa thượng, từ Sura đến ở Ma Cung. Quân vương, ngày trước ngài công đức thế nào, ở Sura xứ thế ra sao, ngài theo phạm hạnh nào từ trước, nay hưởng cảnh vinh hiện biết bao. Quỷ thần, xin hãy lắng nghe lời Chúa công. Là người khai quốc vị anh hùng, quốc sư tế lễ nghe tôi nói, cùng các quân nhân các đại thần, Chúa công tôi đến tự Sura. Thuở trước tính tình thật xấu xa, tà kiến mang đầy cùng ác ý, sang tham hay mạ lị người ta. Tôi ngăn lắm kẻ thật nhân từ, hành thiện, sự nhiều, dễ lợi tha. Tôi cản bước chân bao kẻ khác, sẵn lòng lấy của kẻ đem cho. Bảo bố thí không tạo phước phần, đâu là kết quả tự điều thân. Không hề có đạo sư nào cả, ai sẽ phạt người không dân. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, tại sao kính trọng vị niên cao? Có đâu nỗ lực và tinh tấn, nói đến tinh cần bởi cớ sao? Bố thí không mang quả phước phần, cũng không trừ diệt một cù nhân. Mỗi người được những gì cần có, vì nhận những gì phải đến thân. Chẳng có mẹ cha, huynh đệ đâu, không đời này cũng chẳng đời sau. Cũng không bố thí, không dân cúng, không có gì bền vững được đâu. Hễ ai đánh đập một người nào, hoặc có đem người khác chặt đầu, cũng chẳng làm gì gây tổn hại giữa muôn loài vật sống bên nhau. Mỗi mạng sống đều bất khả phân, dầu hình bát giác hoặc cần lăng, có cao đến cả 100 năm dặm, 500 dặm, ai có thể tiêu diệt nó chăng? Cũng giống cuộn dây được ném ra, từ người thả nó chạy lăn xa. Như vậy là mạng người đang sống thoát được những ai thả nó mà. Như người từ giả một ngôi làng, vào một làng kia phải thấy đường. Cũng vậy, một con người tận số bước chân vào sát với ta phương. Như người từ giả một ngôi nhà và bước vào nơi trú ngụ kia, cũng vậy là con người tận số đi vào một cảnh giới phương xa. Sau khi qua hết nẻo luân hồi, 8.400.000 kiếp trôi, tất cả kẻ ngu cùng bậc trí thảy đều chấm dứt khổ đau rồi. Lạc u đo được bằng thùng giỏ, người chiến thắng thông hiểu sự đời, kẻ khác đều là phường sủng ngốc. Tôi mang tà kiến cả đời tôi, xưa kia tôi lầm lạc lắm mê si, tà kiến tôi không đạo hạnh gì, tôi phạm sang tham hay phỉ báng, không đầy 6 tháng sẽ ra đi, đọa vào ngục hải kinh sao, có 4 gốc
và bốn cửa vào, ngục được chia phần theo kích thước. Xung quanh bao bọc với tường rào làm bằng sắt nóng, và trên mái cũng có sắt che tận đỉnh cao, nền sắt ánh lên lửa nóng bừng, sáng ngời mỗi phía trăm do tuần, trăm ngàn trăm đã trôi qua mất, lập tức một âm thanh chuyển rung. Những kẻ tà tâm và ác tính đã từng phỉ báng các chân nhân, bị hành địa ngục vô lượng kiếp, chốn ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng. Cho nên tôi thống thiết than vang, kết quả ác hành kia phải mang. Xin lắng nghe tôi tâu chiếu thượng, anh hùng khai quốc chúc an khang. Nguyên tôi có một cô con gái, tên gọi Uttara thật ngoan. Nàng hành thiện sự thấy an vui, bác quan trai giớm thời. Nàng sống điều thân ham bố thí, nhân từ không khéo lúc trao dồi. Nhất mực tuân theo giáo pháp nhà, nàng làm dâu quý tộc danh gia. Nàng là đệ tử ngài Viên Giác, bậc trí vinh quang tộc Thích Ca. Một tỷ kheo cao đạo khác thường, ra đi khất thực bước vào làng. Mắt người cúi xuống thân điều phục, chánh niệm và phòng hộ các căn. Trong lúc đi từng nhà khất thực, dần dần người đến tận nhà nàng. Uttara lúc ấy nhìn người, chúc chúa công luôn hưởng phước trời. Nàng đã dâng người bình nước uống, cùng nhiều bánh lọc lại thưa lời. Tôn giả cha con đã mất rồi, mong sao lễ mọn giúp cho người. Không lâu sự việc nàng vừa thấy, kết quả tức thì đến với tôi. Tôi hưởng thức ăn lạc thú tràng, khác nào thiên tế tùy thắc, khác nào thiên đế tỳ sa môn. Hỡi anh hùng mở mang bờ cõi, xin lắng nghe đây tấu chúa công. Phật Đà được gọi đấng siêu nhân, giữa các thiên nhân ở cõi trần, hãy đến quy y vào Đức Phật, cùng đàn thê tử hỡi anh hùng. Nhiều người đạt bất tử vô sanh, do chính đạo kia có 8.000, cùng vợ con đi tìm giáo pháp, để quy y khởi bậc anh hùng. Cùng bước đi trên bốn đạo này, trú trong bốn quả quý cao thay, chư tăng trực hạnh và tu luyện, giới đức trang nghiêm trí tuệ đầy. Hỡi bậc anh hùng xin hãy đi, cùng đàn thê tử thọ tam quy, mau mau bỏ hết loài sanh vật, không lấy trộm cho dậu vật gì, không uống rượu nồng, không nói dối, hãy bằng lòng với vị vương phi. Quân vương, ngài muốn ta an lạc dạ xoa, ngài mong lợi ích với hoàng gia. Phần ta thực hiện lời ngài dạy, ngài chính là sư phụ của ta. Ta đến quy y đấng Phật Đà, tối cao giáo pháp với tăng già. Ta mau bỏ hết điều sanh sát, không lấy vật gì chẳng tặng ta, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ trong nhà. Ta bỏ khoe khoang với xảo ngôn, nhanh như thế đổ xuống dòng sông. Ta nôn ra hết bao tà kiến, thích thú tuân lời dạy Thế Tôn. Nói bài xong, chúa tể Sura từ bỏ ngay quan điểm tà ác, đảnh lễ Thế Tôn, rồi chúa thượng hướng về Đông Ngự Giá Vương Sa. Nhờ thần lực của vị quỷ nhân, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm ấy. Về sau đúng thời, vua tường thuật chuyện ấy với chư tỳ kheo, và chư vị này lại trình vấn đề với trưởng lão biên soạn giáo pháp, để đưa câu chuyện vào hội đồng kết tập kinh tạng thứ ba, bổn sung từ tập sớ. Dạ, kính thưa sư, và dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh, và dạ, sau đây con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. À.
Dạ con kính tri ân sư. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã đọc phần chánh kinh của bài Chuyện Ngạ Quỷ Sự, phần bài thứ 38. Thì để quý vị nắm được cái đại ý, sư xin tóm lược cái câu chuyện là một cái vị nam nhân trong đời sống thì ông ta có một cái tâm là bất thiện, bỏng sẻn, hay la mắng, mắng giết người khác. Rồi có một cái tính là khi mà thấy những người khác, người ta làm những cái thiện sự, bố thí, cúng dường gì đó, thì ông ta ngăn cản với cái tà kiến là cho rằng cái vấn đề mà cung kính hay là hoặc là bố thí, bất cứ những cái thiện sự nào đó, nó cũng không có đem đến cái lợi lạc gì hết. Do cái tà kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến này đó, thì khi mà ông ta chết á, ông ta phải rơi vào cái địa ngục. Nhưng mà may mắn, may mắn cho ông ta là có một người con gái, Uttara. Thì cái cô nàng này đó là một cái người mà có tính tâm, cho nên là khi mà ông ta qua đời thì người con gái đã dâng cúng và nước uống, bánh trái đến một cái vị tỳ kheo đã là bậc thánh nhân, rồi hồi hướng cái phước đó đến cho ông ta. Do cái duyên nghiệp may mắn đó mà ông ta thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục và tái sanh về làm ngạ quỷ. Rồi chính nhờ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình, thấy rằng những cái nhân ác thì sẽ đem đến cái hậu quả tai hại, khổ đau. Cho nên là ông ta đã khuyên một cái vị vua đi săn bắn, đi lạc đường. Rồi ông ta đã nói lên cái duyên sự, cái câu chuyện của mình. Và khuyên vị vua này đó hãy trở về cùng với quyến thuộc, cùng với gia đình, hãy đến quy y Tam Bảo, rồi làm thật nhiều những cái thiện sự trong đời sống. Thì đó là nội dung tóm lược cái câu chuyện Ngạ Quỷ Sự thứ 38. Vậy đây chúng ta thấy rằng đó, có nhiều người họ không có tìm hiểu Phật Pháp, không hiểu biết cái những cái nguyên nhân, cho nên đó là họ nói rằng làm thiện cũng không có đem đến cái lợi ích gì, hay là hoặc là sự cung kính đối với các bậc trưởng thượng, đối với cha mẹ, các cái vị mà có phẩm hạnh tốt đẹp, làm bất cứ những cái thiện sự nào thì cũng không có đem đến cái lợi ích. Rồi họ ngăn cản những người khác ta làm bố thí, cho nên những chúng sanh này khi mà cái quả nó cho là những người mà sống nghèo khổ và không có được người khác giúp đỡ, hỗ trợ, cho nên là chúng ta thấy rằng có nhiều người tại sao mà họ sống bần hàn cơ cực, tại vì do cái quả nghiệp
khứ họ đã làm những cái chuyện bất thiện, tự thân mình không làm rồi, mà những người khác người ta làm thực hành những cái thiện sự, họ còn cản trở, họ cấm đoán, hoặc là họ nói những cái lời để cho người khác người ta bất mãn, người ta không có làm các cái việc lành này. Cho nên là những cái điều này hết sức là tai hại. Thì quý vị thấy rằng nếu mà không có cái may mắn mà cái người con gái làm những cái thiện sự rồi hồi hướng phước cho ông ta đó, thì ông ta đã phải chịu hậu quả khổ đau ở trong cái cảnh giới địa ngục. Rồi nhờ cái cô này có sự tín tâm, thọ trì gìn giữ bát quan trai giới, rồi làm nhiều cái thiện sự, dâng nước uống, dâng bánh trái đến một cái vị tỳ khưu và hồi hướng phước trong ta, nhờ đó mà ông ta mới thoát khổ. Cho nên là ở trong thế gian, ở trong gia đình, đôi lúc có một người hiểu biết về chánh pháp, rồi có sự tín tâm, có sự hướng tâm để làm những cái điều lành, những cái điều thiện, thì chính cái người này đó làm phước và hồi hướng đến tất cả những thân bằng quyến thuộc. Cho nên là cái người mà có trí tuệ, có sự hiểu biết, phân biệt được điều thiện, điều bất thiện, rồi phân biệt được những cái việc làm mà cần phải làm, phải nỗ lực làm trong đời sống hiện tại, rồi hướng đến, hồi hướng, chia phước đến thân bằng quyến thuộc trong đời sống hiện tại cũng như những quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thì đó là một cái sự may mắn cho những cái người thân bằng quyến thuộc. Người ta câu tục ngữ ta nói là một người mà làm phước đó, thì trong dòng họ nhiều người là cũng được hưởng phước lây. Chính nhờ những cái người này mà những cái chúng sanh, những thân bằng quyến thuộc đang chịu khổ đau, thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau, được đến những cái cảnh giới, mặc dù là so với những cảnh giới mà chư thiên địa cầu thì cái hàng ngạ quỷ thì nó cũng khổ đau hơn, nhưng mà so với những chúng sanh mà ở trong địa ngục thì ngạ quỷ thì nó còn đỡ hơn. Trong địa ngục là phải chịu trừng phạt cái sự khổ đau là trong từng sát na, trong từng giây từng phút. Còn dù sao trong cái cảnh giới ngạ quỷ thì nó cũng đỡ hơn. Đó, cho nên là chúng ta thấy rõ ràng những cái tích chuyện ở đây kể ra, những cái nhân xấu sẽ chắc chắn đưa đến những cái hậu quả khốc liệt, tai hại, khổ đau. Những cái nhân lành thì sẽ đưa đến những cái cảnh giới an vui. Thành ra từ đó chúng ta có được cái niềm tin đối với cái định luật nhân quả. Mặc dù có đôi lúc chúng ta, khi mà chúng ta chưa tìm hiểu ở trong đời sống, có đôi lúc chúng ta cũng còn hoài nghi, chúng ta còn phân vân trong khi mà mình làm những cái việc làm, những cái thiện sự. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc những cái tích truyện này rồi đó, thì chúng ta càng có cái hiểu biết, một cái niềm tin vững chắc đối với việc thực hành các cái thiện sự. Thành ra trong đời sống
chúng ta thấy rằng có những chúng sanh hoặc là ngay cả chính bản thân của mỗi người chúng ta đó, có những lúc tại sao mà chúng ta thấy rằng cái việc lợi đó đó nó sắp sửa nó đến với mình nhưng mà rồi nó lại trôi qua chuột mất. Thì tại vì á, quá khứ cũng có nhiều khi mình cũng cản trở, có nhiều khi mình thấy thân bằng quyến thuộc mình, bạn bè mình người ta làm phước, mình cũng cản trở, mình ngăn che người ta không có làm. Hoặc là trường hợp á, mình tác ý, mình muốn làm, mình hoặc là mình khởi cái tác ý lên, mình trình bày là mình sẽ làm, nhưng mà rồi sao nó có một cái duyên sự, một cái sự gì đó nó ngăn trở, hay là hoặc là chúng ta chảnh mãn dễ vui, chúng ta quên đi, chúng ta không làm. Thành ra do chính cái nghiệp đó, chính cái nghiệp mình có khi mình cản trở người khác, hoặc là có những lúc mình hứa, hoặc là mình tác ý mình muốn làm nhưng mà rồi cái bất thiện nó ngăn cản. Thành ra đó, trong đời sống có những lúc đó, là mình thấy những cái điều lợi lạc nhưng mà nó bị chướng ngại, rồi bắt đầu nó trôi qua, nó vụt mất. Thành ra đó là từ đó mà chúng ta trong đời sống chúng ta phải ráng cố gắng, chúng ta phải quan hỷ, có cái tâm tùy hỷ với những người khác. Thí dụ trong những cái cuộc thiện sự, trai tăng cúng dường, hoặc là trong những cái cuộc lễ hùng phước kiến tạo chùa chiền, hay là hoặc lễ dân y, chúng ta có cái tâm quan hỷ với thí chủ, quan hỷ với các bạn đạo cùng tạo những cái thiện sự đó, thì cái tâm mình tùy hỷ thì mình cũng có cái phước. Mặc dù có đôi lúc á, cái phước của mình thì làm sao nó không bằng cái người thí chủ, nhưng mà ít ra đó cái tâm mình quan hỷ trước các cái thiện sự, thì sau này á, mình cũng có cái phước để người khác sẽ hỗ trợ giúp đỡ chúng ta trong cái đời sống. Còn nếu mà mình có cái tâm mà tà kiến sai lầm, mình không thích làm những cái công việc thiện sự bố thí cúng dường, thì sao? Thì sẽ giống như cái ông này, rồi sao? Rồi chúng ta phải chịu cái sự khổ đau, sống trong khó khăn bần cùng. Thành ra đó, qua những cái bài học này để chúng ta có một cái hiểu biết và kinh nghiệm rõ ràng trong cái đời sống, về cái việc các cái thiện sự để mình làm, chúng ta làm với cái niềm tin, với trí tuệ, để hiểu biết chắc chắn là tất cả những nhân lành thì nó sẽ cho quả, tùy theo cái năng lực, cái động lực tâm mà có thể những cái thiện sự nó sẽ đến ngay trong đời sống hiện tại, cho quả ngay trong đời sống hiện tại, hoặc là trong những kiếp sống tương lai, bất cứ lúc nào khi nó đủ điều kiện thì nó sẽ cho quả. Thành ra đó chính là những cái hiểu biết về cái định luật nhân quả, rồi chúng ta có một cái niềm tin để mà chúng ta nỗ lực mạnh mẽ để thực hành các cái thiện sự trước những cái chướng ngại, những cái lời ngăn che hay là suối bẫy của người khác, mà nó đúng không đúng với chánh pháp.
chúng ta sẽ không còn bị những cái sự tác động của người khác, vì chúng ta có được cái hiểu biết một cách vững vàng, chúng ta sẽ không còn tin vào những cái lời mà sai lầm tà kiến của những người mà nói về vô nhân kiến, vô hành kiến, làm điều lành cũng làm điều thiện cũng không có lợi ích gì, cũng không có cho lợi lạc gì trong cái các kiếp sống. Cho nên là qua những cái câu chuyện này đó, để chúng ta càng có một cái niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đức Phật, vào những cái lời kinh được các bậc trưởng lão kết tập trong Tam Tạng kinh điển, để quý vị thấy rằng Phật giáo là một cái tôn giáo thiết thực, rõ ràng, chứ không có một cái niềm tin mù mờ, để chúng ta từ đó mà chúng ta diệt trừ những cái mê lầm tà kiến, và càng củng cố niềm tin ở nơi Tam Bảo, càng nỗ lực để thực hành thật nhiều cái thiện sự ngay trong đời sống hiện tại, ngay trong những cái điều kiện mà chúng ta có thể thực hành thật nhiều những cái thiện sự đó, thì với cái tích truyện và những cái sự hiểu biết qua những cái phần chú giải của các bậc trưởng lão, của các bậc trưởng thượng, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khai ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có được những cái hiểu biết, những cái kiến thức để chúng ta nỗ lực thực hành thật nhiều trong cái đời sống hiện tại, đem đến lợi ích trong những kiếp sống tương lai, và cái lợi ích cao tột là chúng ta hướng đến con đường đoạn trừ tất cả những lậu hoặc khổ đau, hướng đến sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, và nỗ lực thực hành các thiện pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ kính mời kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm những cái điều hiểu biết trong cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời rao ràng. Dạ bây giờ xin lại Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học về ngạ quỷ sự số 38 ngày hôm nay. Và bây giờ con đã thấy chị Hà đã giơ bàn tay xinh đẹp của mình. Và nguyên như xin kính mời chị Hà ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ quý tôn quý tăng ạ. Dạ con xin thưa sư Pháp Thanh, con có câu hỏi khi nãy sư có giảng về cái ngạ quỷ nhờ người con gái cho làm phước thì ông ta được từ địa ngục mà lên thành ngạ quỷ, nhưng mà con có câu hỏi là cái sự chia hồi hướng phước, thưa sư, nó phải có hai chiều phải không ạ? Cái người mà muốn hồi hướng và lẫn cái người muốn thọ nhận thì phải là hai bên thì mới cái sự hồi hướng nó mới được thành tựu, thì con hiểu như vậy không biết có đúng không ạ? Dạ con xin giao mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì trong đời sống á, chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng phải có nhân,
có quả. À, hay là hoặc là người ta nói là sao? Là đồng thinh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu. À, khi mà những cái thân bằng quyến thuộc làm phước, à, thì các cái thân bằng quyến thuộc mà đã quá giảng rồi đó, à, đang ở trong cảnh giới khổ đau, có cái tâm mong muốn, mong cầu, à, thân bằng quyến thuộc của mình làm phước để hồi hướng cho mình, à, thì những cái chúng sanh này mới nhận được. À, giống như bây giờ á, à, nước nó chảy ở sông, hay là quạt nước trời mưa, à, nhưng mà bây giờ á, mà thấy thôi mình không hứng, à, thành ra là mình đâu có hưởng được giọt nào. À, nước dưới sông nó nhiều, nhưng mà bây giờ mình làm biếng mình chịu xuống múc thì mình đâu có nước để mà mình sử dụng đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta hồi hướng cái chúng sanh, nó phải có cái tâm hướng đến mong muốn để nhận được, à, thì mới nhận, thấy không? Đó, bây giờ nói bằng cái cách là theo cái khoa học, bây giờ cái tivi đi, mình mở cái tivi lên, à, mình chỉnh cái kênh nào đó, à, nó đúng cái kênh đó, cái kênh mà mình muốn xem đó, thì cái hình nó mới có. À, ở đằng cái nhà đài đó, nó phát sóng, à, nhưng mà nếu mà mình không thích xem, mình không mở cái tivi lên đó, thì nó đâu có thu được, không? nó đâu có hiện khởi cái hình ảnh lên được. À, thì cũng vậy, cái người này đó có cái tâm làm phước để hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng. À, những chúng sanh á, những chúng sanh thân bằng quyến thuộc kia đó, à, cũng hướng về cầu mong, à, thì sẽ gặp nhau là hưởng phước được những cái phước mà thân bằng quyến thuộc chia cho đó. Thành ra đó nó là cái nó là phải vậy. À, trong trường hợp có những người tại sao mà thấy những cái loài phi nhân, tại sao? Tại vì những cái phi nhân này đó thật sự ra cũng là thân bằng quyến thuộc, à, muốn sinh phước, à, cho nên mới hiện ra để với cái tâm là muốn cho người thấy mình đang ở cảnh giới khổ đau đó, để mà người ta hồi hướng giúp đỡ, à, cho mình. Nhưng mà mình á, do cái tưởng mình sợ, à, mình sợ mình thấy cha mình bị chắc có cái, à, chúng sanh này tới hại mình hay gì đó, nhìn hình tướng rất là kinh tởm ghê sợ thế này thế khác, à, rồi là mình co đâm ra có những cái tà kiến sai lầm. Chứ sự thật ra đó là nếu mà không có cái quan trái đó, thì không có ai mà hại được mình. Còn mà người ta hại mình được là do cũng có quan trái, và cũng đến lúc mà cái quả xấu nó trổ, à, thì mình mới bị người khác hại được. À, còn nếu mà chúng ta làm những việc làm việc thiện, à, những cái ác nghiệp quả xấu không có, thì không có dạ so hay là ma hay là quỷ gì mà nó hại mình được đó. Đó nên mình phải hiểu cái điều này để mình biết, à, khi mà chúng ta có những cái nghe những cái âm thanh hay là thấy những cái hình ảnh nó ghê rợn gì đó thì không đâu, là có những lúc là chúng ta quên hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc, rồi những chúng sanh này người ta hiện hình đã cho mình thấy để nhắc nhở, à, mình, à, làm phước rồi mình sẽ hồi hướng đến, à, những chúng sanh đó. À, cho nên á, là khi chúng ta làm phước, à, chúng ta nên nhớ là
hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc. Thì quý vị thấy rằng cái trong cái câu chuyện mà vua Bình Sa Dương cũng vậy. Do những chúng sanh mà sanh làm ngạ quỷ này nè, trong đời sống á, họ bỏng sẻn, họ không bố thí, rồi họ còn cản trở những người khác bố thí. Hoặc là họ có cái tác ý họ làm, nhưng mà rồi họ không làm. Họ hứa nhưng mà họ không làm. Thành ra đó, do cái quả nghiệp đó, ông vua Bình Sa Dương khi mà ông làm phước, ông cũng muốn hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc là ngạ quỷ. Họ hiện ra, họ sinh mà. Nhưng mà ông quên đi. Ông quên, ông không hồi hướng. Cho nên là cái đêm đó nó hiện hình về, nó kêu khóc nữa. Thành ra hôm sau đó, ông mới nói thầm tâm là làm phước, nhớ hướng đến thân quốc bằng quyến thuộc. Thì cái hồi hướng rồi thì các cái chúng sanh là ngạ quỷ đó được hưởng đó. Thành ra đó, nó có điều kiện là chúng ta phải làm phước, chúng ta phải tạo phước. Giống như mình phải đi làm, mình có điều kiện, có tiền bạc, có đồ đạc vật chất gì đó, rồi mình mới những thân bằng quyến thuộc nào họ cần á, có khi họ đến, hoặc là họ cho mình biết vậy đó, mình đến để mình giúp đỡ, mình cho họ, thì họ mới nhận được, thấy không? Còn bây giờ mình làm, mình có tiền có của, nhưng mà mình không có tác ý để giúp đỡ người khác, hoặc là người khác họ cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của mình, thành ra cái việc mà làm phước giúp đỡ người khác nó không có thể thành tựu. Cho nên mình phải có tác ý giúp người khác, rồi người khác có cái ý định là nhận sự hỗ trợ giúp đỡ đó thì mới nhận được. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Alo ạ. Cảm ơn ông Phạm. Dạ, cảm ơn. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, Sư Thanh Tâm, các cô tu nữ, và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cũng có câu hỏi như thế này thì con cũng có một cái thắc mắc cũng nhỏ nhỏ nhỉ. Theo như con học, cái này là con học, con nghe được từ các thầy với các sư, thì loại chỉ có loại ngạ quỷ thì mới nhận được cái phước mà mình hồi hướng. Còn đây cái chúng sanh này là bị tà kiến mà bị đọa ở dưới địa ngục, thì như vậy thì cũng nhận được tà kiến phải không ạ? Con cũng không rõ ở chỗ này ạ. Tại vì con nghe là chỉ có trong mấy chúng sanh mà ở khổ như vậy chỉ có ngạ quỷ thôi. Còn ở địa ngục mà bàng xanh Atula thì không nhận được. Thì con học thì con thấy như vậy. Đã xin Ngài hoan hỉ giải thích giúp con ạ. Kính tri ơn Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì theo cái công thức mà bình thường thì nó là vậy, nhưng mà sư cũng hay nhắc quý vị á, nghiệp quả thì nó khó nói lắm. Có những chúng sanh khi mà ở trong địa ngục thì không bao giờ nhận được của thân bằng quyến thuộc hồi hướng, mà trong các cái loài ngạ quỷ đó, quý vị đọc mà tìm hiểu về cái loài ngạ quỷ đó, nó có 13 loại ngạ quỷ lận. Mà trong 13 loại ngạ quỷ này chỉ có một loại
là nó hưởng được cái phước của thân bằng quyến thuộc hồi hướng thôi. Đó. Thành ra đó, do cái duyên nghiệp mà có đúng theo đúng lý là tất cả những chúng sanh á ở trong địa ngục thì không nhận được cái phước. À, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. À, thành ra có những chúng sanh á, thì có thể hưởng cái phước của thân bằng quyến thuộc hồi hướng để mà chúng ta thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau ở địa ngục. À, cho nên á, chúng ta đừng có thắc mắc, tại vì cái bức tranh mà của nghiệp báo là nó không thể nào nói được, nó là thiên hình vạn trạng. À, Đức Phật nói là ai mà suy nghĩ tìm hiểu về cái định lực mà nghiệp báo đó chịu không nổi, chúng ta suy nghĩ không nổi. Tại vì sao? Tại vì nó là mở hoài nó không thấy cái hồi kết. À, giống như cái củ hành vậy đó, mình cứ gỡ cái lớp này đến lớp khác, lớp này đến lớp khác, lớp này đến lớp khác. À, mình đừng có hỏi tại sao, tại vì sao? Tại vì á, do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, không có chúng sanh nào giống với chúng sanh nào đó. À, có người thì phải rơi vào địa ngục từ một kiếp của cái vị Phật này cho đến một cái hiện kiếp của vị Phật tương lai, một cái thời gian nó rất 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 là dài. Nhưng mà cũng có những chúng sanh rơi vào địa ngục nhưng mà có 7 ngày thôi. À, thật ra đó, mình định hỏi tại sao? Tại vì mỗi chúng sanh họ tạo cái duyên nghiệp khác nhau, không có ai giống ai hết. À, nếu mà chúng ta sanh nào mà tạo những cái ác nghiệp sâu dài thì phải trả quả khổ đau cái thời gian rất 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 là lâu. Nhưng mà những người mà tạo những cái ác nghiệp, nhưng mà biết đâu cái đời sống quá khứ trước mà người ta cũng có tạo thiện nghiệp, bây giờ trong kiếp này họ tà kiến đó, nhưng cái phước quá khứ nó hỗ trợ cho nên bây giờ họ rơi vào cảnh giới khổ đau một cái thời gian ngắn thôi, rồi có thân bằng quyến thuộc hồi hướng giúp đỡ thì họ sẽ sớm thoát khỏi. À, ví dụ trong đời sống hiện tại như vậy, cái người mà vi phạm luật, hai người vi phạm luật giống nhau đi, mình thí dụ vậy cho nó dễ hiểu. À, nhưng một người có tiền có thân bằng quyến thuộc giàu có, à, hai người cũng bị giam. Nhưng mà cái người mà nghèo, tiền đâu mà thuê luật sư. Thành ra bây giờ cái người này phải ở tù lâu hơn. Còn cái người này cũng phạm cái tội như vậy, nhưng mà người ta có tiền của, có con cái, có giàu có kia nọ, thuê luật sư, có tiền đóng bảo lãnh, thì người ta sẽ sớm thoát ra khỏi cái sự giam cầm đó. Thành ra đó, ở trong địa ngục nó cũng vậy thôi. À, thành ra đó, có những cái mà mình thấy mình thắc mắc thì do cái duyên nghiệp nhân quả của mỗi chúng sanh nó khác nhau. À, không ai giống ai đó. À, thành ra chúng ta hiểu như vậy, có những cái câu chuyện để mình thấy, từ đó mình mới thấy rằng cái định lực nghiệp báo mà Đức Phật dạy đó, nó rất là công bằng và sòng phẳng. À, nó không từ một ai hết, nó không nể nang ai hết. À, mà nó không chừa ai hết, từ hàng đại phạm thiên cho đến chư thiên, cho đến là vua chúa gì mà nếu mà phạm vào ác nghiệp là phải trả, mà dầu là bần cùng khổ sở gì đó mà tạo được thiện nghiệp
thì cũng sẽ nhận lấy cái quả tốt đẹp. Nó thành ra đó, từ đó chúng ta thấy rằng cái luật pháp ở thế gian á, thì có khi bị bẻ cong, còn mua chuộc, còn hối lộ, còn chạy án thế này thế khác. Nhưng đối với định luật nghiệp báo là không thể nào mà bị bẻ cong, hay là không thể nào mà bị mua chuộc, hối lộ, hối lê gì được hết. Để từ đó chúng ta thấy rằng nhân nào thì quả nấy, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Thành ra đó, chúng ta từ đó mà chúng ta phải thấy là ghê sợ, kinh tởm đối với tất cả các ác bất thiện pháp, dù là nhỏ nhất. Và chúng ta cố gắng làm những thiện sự, những việc lành, dù là những cái thiện sự nhỏ nhất, nhưng mà chúng ta làm thường xuyên, làm mỗi ngày, thì nó cũng sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Lê Quỳnh, vô cô Hồng Thị Kim Nhung. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi cho chị Nhung. Dạ bạch sư, Nguyên Như kính xin sư có thể giải thích cho Nguyên Như và đạo tràng một lần nữa về cái việc mà khi mà một người mình không biết nhân quả nghiệp báo mà mình làm tội, thì đối với việc ngoài đời thì người ta thường hay nói là nếu mà không có biết thì không có tội, nhưng mà ở trong Phật pháp mình á, thì khi mà cái người không biết với biết nó có tội bằng nhau, nhưng mà khi mà người đã biết luật rồi mà vẫn phạm tội thì cái tội đó mà tự vì người ta biết, thành ra nó vẫn có cơ hội cứu chữa, còn hơn cái người mà không biết gì hết mà làm tội thì cái tội nó có thể nặng hơn. Và xin sư đã có thể giải thích lại cho con và đạo tràng về cái ý này thêm bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cái vấn đề này có nhiều người họ suy nghĩ. Hồi lúc sư về ở ngoài miền Trung á, thì về trong Bất Nhị, trong Điện Bàn. Như quý vị biết là những người mà họ sống ở trong thôn quê á, thì thường thường là người ta hay đi ra ngoài ruộng, ngoài sông, ngoài rạch, rồi người ta bắt cua, bắt ốc, bắt cá, rồi người ta ăn. Cho nên là khi mà họ đến chùa, sư mới khuyên họ thôi bây giờ lớn tuổi rồi, thôi bây giờ quy y đi. Nhưng mà họ không chịu, họ không chịu. Họ nói là thôi, bây giờ con chưa quy y được. Bây giờ con phải còn làm lụng nuôi vợ nuôi con rồi, để chừng nào mà con già lớn tuổi rồi này, con mới quy. Tại vì họ nghĩ là khi mà quy rồi đó, mà đi xuống sông bắt cua, bắt ốc, bắt cá, bắt tôm, bắt tép rồi đó, thì mang tội. Còn mình mà không có quy thì mình không có tội. Thì sự thật ra hiểu như vậy là nó là sai lầm. Bây giờ khi mà một chúng sanh mà có quy y với một người mà không có quy y, một người tự nguyện giữ giới sát sanh và một người không có biết, không nguyện giữ giới sát sanh, khi mà giết một chúng sanh, cái quả nó như nhau. Một cái người mà ông luật sư, ông học luật, ông biết luật, nhưng mà ông phạm luật thì khi xử tội nó như nhau. Chứ không phải vì ông biết luật mà ông còn phạm luật nữa thì cái tội ông phải nặng hơn, không có. Nhưng phải coi cái sự cố ý là vô ý. Một người
mà có âm mưu chuẩn bị vũ khí thế này thế khác, rồi hành động cố sát, thì cái tội đó, đó là nó phải nặng hơn một cái người mà ngộ sát, tức là người ta vô ý, người ta phản ứng lại, người ta chống trả với cái hành động kia rồi đem đến cái sự chết chóc. Đó, thành ra hai cái là nó khác nhau. Một cái người mà khi mà chúng ta học, chúng ta biết cái giới sát sanh, cho nên á, nếu mà chúng ta trường hợp phải làm thì chúng ta sao cái tâm nó còn do dự lùi sụp, cái tàm cái quý nó còn ngăn che, cho nên á, là nhiều lần thúc đẩy thì mình mới làm. Cho nên á, khi mà cái tâm hữu trợ thì nó phải nhẹ hơn là cái tâm vô trợ rồi. Đó, còn nếu mà mình học, mình có quê ăn quý mà mình làm với cái tâm mà cố giết mạnh mẽ, thì tội nó như nhau. Cái người có quy hay không có quy gì mà làm với cái tâm cố sát một cái động lực mạnh mẽ thì cái nghiệp nó cho như nhau. Tại vì chúng ta không biết thì chúng ta nói vậy thôi. Bây giờ cái trường hợp một người không biết trong cái trò đó nó còn cái than nóng, và một người biết rằng cái trong cái trò đó nó còn than nóng, mà nhào vô bốc thì phỏng như nhau, thấy không? Nhưng mà cái người biết á, là cái này nó còn than bây giờ đụng vô là sẽ phỏng, cho nên là bây giờ á, có một cái thế lực ổng sao bắt buộc mày phải bốc cục than cho tao, nếu mà không thì tao sẽ đánh đập mày hay cái gì đó, do cái tác động, cái lực, cái sự trợ lực, cái quyền lực ở phía sau bắt buộc mà phải bốc cái cục than, thì thôi bây giờ mình cũng bốc nhưng mà chừa ra hai ngón, có phỏng thì phỏng ba ngón thôi, thì nó nhẹ chút. Tức là cái ở đây chúng ta phân tích theo vị pháp là do cái động lực là hữu trợ là hoặc vô trợ. Nếu mà cái tâm mà hữu trợ thì cái quả nó sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mà tâm vô trợ với cái động lực cố ý mạnh mẽ, dầu có quy y không có quy y, không có giữ giới không có nguyện giữ giới gì đó, thì cái quả nó như nhau. Vậy đó. Bây giờ cái người mà lực sĩ cầm cái quả cân 1 kg chọi với một người mà không phải là lực sĩ cầm cái quả cân 1 kg chọi, nhưng mà nếu mà dùng hết sức thì cái lực nó cũng gần như nhau. Đó, chứ không phải là cái thằng này nó không có phải là lực sĩ, nó chọi cái quả cân 1 kg thì cái lực nó yếu. Còn cái thằng kia lực sĩ, nó chọi cái quả cân 1 kg thì nó sẽ nặng hơn. 1 kg là 1 kg, cái lực nó cũng gần tương đương với nhau. Đó, thành ra chúng ta phải hiểu là như vậy. Do cái sư nhắc thường là sao? Cái động lực, cái tác ý của mình nó là quan trọng. Nếu chúng ta làm với cái tâm thiện mà vô trợ thì cái quả nó sẽ cho mạnh mẽ. Thì với bất thiện, nếu mà chúng ta làm với cái tâm vô trợ thì nó cũng mạnh. Còn nếu mà thiện mà chúng ta làm với cái tâm mà hữu trợ thì cái quả nó sẽ cho yếu hơn. Thành ra cái bất thiện mà nếu mà chúng ta làm với cái tâm hỗ trợ, có sự xúi dục của người khác, có sự thúc đẩy người khác, thì cái quả nó sẽ yếu hơn. Vậy thôi. Thành ra đó, chúng ta biết như vậy để chúng ta thấy
là cái định lực nhân quả nó rất công bằng và sòng phẳng. À, nhân nào thì quả nấy. À, động lực mạnh thì quả mạnh, mà động lực yếu hỗ trợ, có sự trợ giúp, có sự thúc đẩy, quả nó sẽ yếu vậy thôi. À, chứ còn bây giờ biết không biết gì đụng vô lửa mà cũng phỏng. À, mà nếu mà mình sợ mình ấy thì cũng phỏng, nhưng mà cái phỏng nó nhẹ hơn chút vậy đó. Vậy thôi. À, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như. Dạ, cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ thưa sư, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con có cái thắc mắc thưa sư. Hồi nãy sư có nói về tùy hỷ với lại tác ý, thì con mới nghiệm ra rằng nếu mà mình hay sống với cái tâm tùy hỷ, mở lòng ra và hân hỷ với cái việc thiện của người khác làm, hoặc là có một cái tác ý khôn khéo, thì nó tạo giống như tạo cho mình một cái thói quen á thưa sư. Thì khi mà nhỡ mà mình có bị đọa, thì có người thân bằng mà hồi hướng á, thì cái lòng mình nó cũng mở ra, và cái tác ý mình hướng đến để nhận cái quả đó. Thì con không biết, con suy nghĩ như vậy thì không biết có đúng không ạ? À? Dạ thưa sư, có thể giảng rộng hơn cho tụi con hiểu ạ. Dạ con kính tri ân sư, con xin giao mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì trong đời sống có nhiều khi mình nhờ thân bằng quyến thuộc, hay là hoặc là nhờ bạn bè hỗ trợ. Thành ra đó, trong đời sống nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta hồi hướng chia phước đến thân bằng quyến thuộc rồi kia nọ đó, hồi hướng đến chư thiên, hồi hướng đến các loài phi nhân, thì thường thường câu tục ngữ là nói là sao, hả, thực nhân tài thì cứu nhân tai. Nếu mà bây giờ mình chịu ơn của người khác, khi mình thấy người khác người ta cần sự giúp đỡ, thì mình cũng phải hỗ trợ, mặc dù cái người kia đó thì họ không có biểu mà mình mày nhớ nha, bây giờ tao làm ơn cho mày, mai mốt tới chừng nào mà tao cần là mày phải giúp đỡ cho tao. Nhưng mà đó, mình chịu ơn của người ta nhiều quá, thì khi mình thấy người ta có cần cái sự giúp đỡ thì mình cũng phải giúp cho người ta. Đó là cái quy luật. Cho nên á, là khi mà trong đời sống chúng ta phải có cái tâm tùy hỷ, để chúng ta hoan hỷ trước các cái thiện pháp, trước sự an vui, trước cái lợi lạc thạnh lợi của người khác. Chúng ta diệt trừ cái tâm mà ganh tị bỏng sản, hiềm hận đó. Thì khi mà chúng ta mở lòng ra với mọi người, thì người khác người ta cũng sẽ hoan hỷ với mình. Còn mình tạo những cái quan trái, mình thắc mắc, mình làm thế này thế khác, mình làm cho người ta phiền não thế này thế khác, thì tất nhiên người ta cũng chờ dịp bữa nay mình nói nặng người ta, thì thế nào người ta cũng chờ dịp người ta nói nặng lại mình. Thôi, mình sống ở đời mình nhớ lời Đức Phật dạy, hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương diệt hận thù là định luật thiên thu. Thành ra
kệ, mình thấy người ta bữa nay mình không có tiền, mình hùng hước, nhưng mà người ta làm trai tăng, người ta làm hùng hước gì đó, mình quan hỷ, mình xa thú. Thì cái có cái bữa đó là ở chùa Siêu Lý, quận 6, kêu gọi để xây chánh điện. Thì sư cả Vũ Chánh mới kêu gọi, đứng ra kêu gọi cho sư Pháp Nhiên. Đó, thành ra sư cả Vũ Chánh nói là ai mà hùng phước á, thì chừng nữa làm vua, làm hoàng hậu. Còn mấy người mà xa thú á, thì mai mốt á, làm tỳ nữ. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? À, đây sư thấy tự nhiên nó bị ồn quá, không biết là quý vị còn nghe rõ không. À, thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta hỗ trợ giúp đỡ cho người khác thì mai mốt tất nhiên là mình cũng được người khác họ hỗ trợ giúp đỡ lại. Chúng ta sống mở lòng ra, chúng ta tùy hỷ quan hỷ với người khác, thì mai mốt khi mà mình trong khó khăn thì cũng có bạn bè thân bằng quyến thuộc đồ người ta giúp đỡ cho mình. Thì đó là cái quy luật tự nhiên để trong đời sống chúng ta nhìn cái điều thuận lợi tốt đẹp và tránh những cái điều quan trái trong đời sống để chúng ta có sự an vui. Nam mô Bụt Thầy giá, và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ đạo tràng có còn ai? Dạ chiếc lá mùa xuân, xin mời em nha. Dạ. Dạ, con xin kính chào đạo tràng, con chào sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm, con xin chào quý sư. Con cũng có một cái thắc mắc tiếp theo cái câu hỏi của chị Hà, là mình làm với tâm quan hỷ, mình mở lòng ra, mình xa thú với cái việc của người ta làm. Nhưng mà con cũng có cái thắc mắc là vậy, vì là khi con thấy ví dụ như con thấy như cái chuyện đó làm hoan hỷ, nhưng mà thì con cũng biết là cái chuyện đó là mình nên hoan hỷ, nhưng mà có khi cái tâm của mình nó không có khởi lên cái sự vui, nhưng mà mình cũng không có nghĩ xấu gì cho người ta, nhưng mà cái tâm của mình nó không có khởi lên cái sự vui, thì con không biết cái đó có phải có gọi là không phải hoan hỷ không, nên hay là mình có gây cái nghiệp gì không, con không biết, xin sư giải đáp thắc mắc giùm con. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì bây giờ á, nó có ba trạng thái. Một là khi mà nếu mà trong tâm chúng ta có cái tâm bất thiện thì chúng ta thấy cái việc mà người khác làm mình thấy mình bực bội, mình khó chịu gì đó, thấy không? Thì đó là cái tâm mà nó không tốt đẹp. Cái thứ hai là cái tâm mình nó quân bình, tức là thấy kệ họ làm cũng được thì cái tâm này nó đâu có tội lỗi đâu, nó không vui phan hỷ, nhưng mà nó cũng không có hiềm hận gì, ganh tị gì với cái người thí chủ thì đâu có sao. Chừng nào ví dụ như mình đã làm, trời ơi, tưởng gì làm như ấy này cái nọ, mình
Thì khi mà tự mình, khi mình học Phật, mình sẽ quan sát về cái tâm của mình làm biết. À, bây giờ tôi không có tùy hỷ với thí chủ, nhưng mà thì thí chủ làm như vậy thì cũng được, bình thường, cái tâm quân bình, cái tâm hành xả, à thì cũng không có sao. Còn chừng nào á mình ganh tị bỏng sẻn, mình nói ôi trời ơi, nhà nghèo thứ ba cũng bày đặt đi làm trễ tăng, hay là trời ơi, tưởng gì làm mua ba cái đồ dởm không mà cũng bày đặt đi làm trễ tăng. Đó là cái với cái tâm mà ganh tị, cái thiện sự của người ta làm, rồi mình buông những cái lời nó không tốt đẹp, thì mình mới gánh lấy cái quả, thấy không? Còn mà mình làm với cái tâm mình nhìn đối tượng với cái tâm vững dưng, không thích mà cũng không ghét, thì cái tâm quân bình thì đâu có tạo tội gì. Xin giải đáp cái thắc mắc. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính xin tri ân sư Pháp Thanh đã có thời gian rất là hay cho chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Phavatu sabba mangalam ratlam tu sabba devata sabba buddha anufave nasada soti pavantu te. Phavatu sabba mangalam ratlam tu sabba devata sabba dhamma anufave nasada soti pavantu te. Phavatu sabba mangalam ratlam tu sabba devata sabba sangha anufave nasada soti. Và bằng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê tà hân tà hân tà thâm ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ye sa ra sambha na puta sukhita pha văn tu te. La bu cha ye bi cha an da sam pha va san se da cha ta tha vô pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma va rang pa tân cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha phùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma thầm ma ri yam ba vui. Di tê.
y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhân à sáu quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy được sự yên vui. Do sự phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử vào lại rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai tối thứ ba và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được sư Pháp Thanh giảng dạy những bài học rất là hay về ngạ quỷ sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.